Những chị em nào mà mê phong cách quý phái sang trọng thì chúng ta không thể bỏ qua được bộ trang phục này. Nhìn đã thấy lấp lánh rồi đúng không? Bộ trang phục này sẽ dành cho chúng ta mặc trong những dịp đặc biệt. Và tông màu của nó thì rất là dịu mắt, đó là màu xanh ghi, một cái màu mà da nào cũng có thể mặc được. Nên là tất cả những người mà kể cả da có hơi ngăm đen thì vẫn bon chen được với cái mẫu váy tiệc này luôn. Mẫu váy này thì làm bằng hai chất liệu chủ đạo, đó là lụa cao cấp và chất liệu ren. Thì kể cả hai cái chất liệu này đều là hai chất liệu làm cho cái bộ trang phục này nhìn nó rất là sang trọng và quý phái. Ở phía trên thì được phối những cái họa tiết đính đá này, đính ren này, lấp lánh, tạo cảm giác mình rất là nổi bật trước đám đông. Phần tay thì làm tay dài để che hết khuyết điểm tay của chúng ta luôn. Tay có hơi to, bắp tay có hơi khô một chút thì cũng được che hết bởi cái phần tay này. Đó. Và vì nó làm bằng ren nên là nó vẫn khoe được một vài những cái phần da trên cơ thể. Ví dụ như da ai mà trắng này thì cũng lộ này, hay là có phần xương quai xanh thì cũng lộ luôn. Nên là khi mà chúng ta mặc chiếc váy này thì tạo cảm giác quyến rũ này, thanh lịch mà vẫn không kém phần sang trọng. Ở phía phần eo thì đường chiết eo lại được làm bằng những đường xếp ly. Nên là khi mà mặc cái váy này ấy, thì những ai mà bụng hơi to hay là cái vòng eo của chúng ta có hơi dày ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta che cái khuyết điểm đó luôn. Đặc biệt thì phía phần thân dưới làm bằng chất liệu lụa hàn. Nên là khi mà mọi người mặc ấy, thì sẽ tạo cảm giác rất là thoải mái và uyển chuyển khi di chuyển. Melia, mặc đẹp để thành công.